So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bán khẩu AP cấp M Gen G nha anh em ơi. Khẩu này thì quá ngon rồi, khẩu này thì không cần phải giới thiệu thêm anh em ơi. Khẩu này người ta bắn giải rất là nhiều nha. Và mình công nhận một điều là nó ngon thật. Giờ nhà tình cảm nhá, tịch phát là đi thôi. Rồi, bắn này bắn snip thì cũng được đấy, nhưng mà tôi chết rồi. Anh em biết gì chưa, để con pet này là hơi hơi mò mè, hơi vướng mắt nha. Mẹ nó, mình bắn snip là thường là mình vứt hết mấy cái con pet ra anh em ạ. Vướng mắt thật sự. Đúng rồi. Úi dồi, hai thằng. Ui, tưởng vẫn hành lang. Ủa, hai thằng dũng A luôn ạ, nó đùa chứ. Quả nhóm có bom thẳng lên là khả năng có khéo thằng bay chứ đùa đâu. Đây, thanh niên này cũng là VKM Gen G luôn. Trong mặt Phạm. Ui dồi ôi. Ui mày nha, mày thằng giáo nó bắn cho nhá. Rồi, 2v1, cố lên. Khẩu này mình thấy là chắc là chỉ thua khẩu AWKM Inferno Noble Gold thôi anh các bạn. Rồi ôi. Đấy, rồi xong luôn. Đừng bảo làm đôi nhá. Dưới đúng, chuẩn dưới. Ấy đi đâu ấy? Ôi giời, đi này nó bắt bài rồi. Rồi xong rồi. Xong nó. Ôi xong rồi. Rồi. Gãy luôn. Còn hẳn mười mấy giây cơ mà. Quá tính ra mà như mình là múa cột quanh mấy cái thùng xanh này là ngon này, không nhảy xuống mà cứ múa cột xung quanh là ok đấy. Rồi không sao, ngay hiệp đầu làm nó cũng thẳng thôi. Bọn nó cũng gớm phết anh em ạ. Ác này thì đi mượn anh em ơi. Mượn ác linh tinh xem có khẩu gì hay hay làm clip cho anh em xem. Vớ ngay khẩu AWKM Gen G, đúng cây mình thích thì triển thôi anh em. Rồi con này ra rào này, làm lại. Headshot, nhân vật headshot luôn anh em ơi. Rồi, làm bắn nhau rồi, ôi ghê chưa. Nào, ghê chưa. Dính phết chưa đùa đâu. Còn nói công nhận là bắn dính thật. Bắn kiểu nhẹ nhàng tình cảm mà vẫn chết người. Bắn người đi chơi. 4v4 này. Delay cũng nhanh. Mỗi tội là mình để con pet nó hơi. Ôi trời ơi, thằng kia bị cận chiến kìa. Ôi trời. Chơi gì hả fan. 2v4 mẹ luôn. 1v3 mẹ luôn. Toàn cứt tổ. Rồi nha. Làm quả sơ mốc bị tào lại này. Đó, KA ra sướng. Đâu rồi, không thấy gì luôn. Nhưng mà tính ra mình đáp quả sơ mốc này là hơi bóp ré nhỉ. Này mà nó bò lên thì có phải là ối giời ôi không. Không thấy gì. Thế nào, không thấy gì. Ây ạ, bắn đâu ấy. Ây, ôi, ui giời ôi, biết ngay mà nó bò. Mẹ, đau thế nhờ. Bảo sao nó bắn xuyên được smoke ra, nó mò mẹ ra rào được đâu. Nhỏ ơi là nhỏ, quả nhắm smoke hơi bóp ré anh em ạ. Tự tay bóp ré là có thật. Có thằng đứng mít kìa, ai ra. Bên nó cũng vãi cái mờ ra rồi anh em ơi. Con pet này tính ra là hơi lòe xòe nha. Chê nha. Quên không tháo pet ra. Nào, có ai để rào không? Rào có ai không? Cái đẩy ra đây để xem có thằng nào nó ra không để phẹt cái. Rồi, mấy thằng này là ý mê anh em ơi. Được. Hay luôn. Ai ra? 4v3 anh em ơi. Được. Rồi ôi, hai thằng ở B chết luôn. Ôi chọc chọc chọc. Bắn xe đi. Bắn ấy ạ. Có cái gì đấy? Mẹ múa kinh hướm nhỉ. Ngồi. Mày đi làm gì? Ủi yếu rồi. Hai cụ chết rồi. Mấy thằng rào, à thằng hành lang nhảy xuống nó đơm luôn ạ. Quá còn hai que hít hơi đạn phát chết luôn. Chà. Mấy cái thằng đầu nó chạy qua mít bắn như thế chuột. Em hiểu. Nhiều khi những cái pha ngon vai đai thì bắn chuột. Những pha tưởng chừng nó không thể nào ăn được thì lại ăn được. Ừ, đấy có thằng đứng mít kìa. Thế nên mít tài. Rồi rào khó nha. Nào, mình ngon mày lên đây. 4v5 bên kia tính ra là bên kia cũng mạnh đấy chứ. Không phải đùa đâu anh ạ, bên kia nó cũng mạnh đấy. Không phải dạng phò phạch đâu. Nó cũng kinh đấy. Rồi, lên dốc A có rồi, có hỏa chấm này. Tới nhẹ thôi, nhẹ thôi fan ơi, qua thằng nữa. Đây, hàng về ạ. Hàng về. Ngon ngay, nhẹ nhàng tình cảm. Hay luôn, ấy à, có muốn hỗ trợ kìa. Anh kia làm gì đâu hỗ trợ ta. Đừng bảo là úp mít để trúng nha.
gì sờ níp mà đục cửa là cũng mấy chục máu đấy anh em, bạn đùa đâu, 5-60 máu đấy. Rồi có điểm đồ phe anh em ơi, có điểm đồ 6 kill và anh em cầm A nha. Ra gì chết nào, có thằng nào đẩy không, có ai đẩy không, có đẩy úi chuột, chơi cái gì nó quăng bom vào đấy. Đó, chơi lùi lại ngay. B rồi. Khó thế nhờ. Hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi. Ui ơi, mẹ vừa bỏ xong nó ra kìa. Khốn nạn không. Hay quá nhỉ. Bắn chết thằng hành lang rồi. Mẹ nó kề mãi sao vừa bỏ xong thì nó ra. Cay đéo chịu được. 3v3. Cẩn thận mít có đây anh ơi. Rồi mít có luôn. Rồi ra khả năng chết. Chết. Hay lô, lỗ có ai không? Lỗ không ai. Ơ, mày nói đùa chứ. Eo ơi, nó đùa chứ. Mẹ nó lúc kề thì nó đéo ra anh em ạ, cay thật. Rồi xong, trong sai. Rồi xong luôn. Hai lần liền anh em ơi. Eo hiểu kiểu gì ạ? Kề hành lang mãi đéo sao, vừa bỏ phát nó ra. Kề lỗ B mãi đéo sao, vừa bỏ phát nó cũng ra luôn. Ô tài thật. Mình đã đen đến thế cơ à? Ra kê bít luôn này. Xem có làm ăn gì không, một thằng. Đâu nữa. Hay rồi. Đào có nhá. Từ lên A cho chắc. Thằng này kiểu có đỡ được rào không? À, nó quăng smoke của nó lên đấy, Rồi, hành lang ném smoke, à ném flash. Mày, ấy ạ, chết. Chuột chúng tôi. Chết ngay. 4v3 cho mày. Nhẹ thôi. Rồi có flash. Nó chuẩn bị lên đấy. Rồi hành lang không có. Nhẹ thôi. Ôi trời. Ui nhỡ một nhịp thôi nó bỏ tận mồm mà. Vãi thật. Hào rồi. Khả năng cao quả này lên 4 rồi anh em ơi. Nhỏ thế nhỏ. Mẹ nó. Lúc mình kê nó đéo ra. Đấy, ôi giời ơi. Đèn quá anh em ạ. Hay rồi. 2v1 chúng ta sẽ có 3-3 đây rồi. Hay luôn. Cho một like không nói nhiều. Ai da. Tưởng là 4-2 không ngờ là 3-3 anh em ạ. Ngon. Lại thế chứ. Đồng đội gánh. Rồi. Là 6 hiệp được có 8 kill anh ạ. Tính ra hơi phèn. Thực ra thì cái map này nó cũng không, sniper nó cũng không được ok lắm. Phải là chạm bắt sóng cơ. Bắn nó mới tít B kìa. B bắn nhau B chết mẹ rồi. Mất mẹ B rồi. Mày ấy ạ. Thằng khốn nạn này. Kiểu gì nó cũng ném bom ấy. Ôi dồi ôi chết mẹ hết rồi. 1v4 mẹ luôn. Một úi. Chết mẹ rồi. Bị quay rồi anh em ơi. Chết rồi. Ôi bom lại rơi đây. Ôi quả này nó nã đồ đây thôi. Chết rồi. Thôi chết rồi. Biết ngay mà. Trước có sau có nó nã đồ vào thì sống làm sao à giời. Mẹ nó. Cãi luôn thì các bạn. Bắn chết thằng nào không bắn chết. Bắn chết cũng còn cầm C4 thì xác định mẹ luôn. Chán. Rồi, còn đẩy không? Đen thế nhở? Mình vẫn đang cầm A này. Ai à, nó còn đồ nó. Ghê. Mẹ nó còn quả đồ. Măng nó còn quả hình như đấy là quả lựu đạn cùng độ vàng sao? Bố bà nó chạy bất hình anh em ạ. Rồi, xong luôn. 2v4 thì thôi cút rồi còn gì nữa anh em. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Liệu là chúng ta sẽ có chung kết đây không? Rồi xong luôn. Thế thì cút rồi đây anh em ạ. Cút rồi đấy. Rồi 1v3. Thằng nào ra cho kiếm kill coi. Thằng yếu. Hai thằng biết luôn. Ghê. Một thằng. Nào thí sinh tiếp theo. Rồi xong luôn. Còn cuối. Hết mẹ giờ rồi. Trời ơi. Dìa đi. Dìa cũng đeo ăn nó rồi.
Đồ, ai, ông, chết thì tao cũng phải ăn được mày đã. Cờ lia tim nhưng mà không gỡ được quả bom mình các bạn ạ. Bom, bom nó nhanh quá, đéo gì được, khổ mẹ. Đây hai like các bạn, khổ trận này thua mẹ rồi. Đau thế chứ lại, cọp trong phòng mơ. Bắn cũng tít anh các bạn, bắn cũng tít. Rồi, rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên cho mình một like và subscribe để mỗi chuyện được bỏ clip mới nhất của nhau.